Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình góp claim 220 triệu token Dotbot chạy trên nền tảng của BNC Smart Chain các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mở link phong các bạn. Rồi sau đó các bạn trở ra, các bạn lấy vào ví chocolate, các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain trên ví chocolate hoặc là MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. MetaMask của các bạn phải tích hợp mạng BNB Smart Chain vào, các bạn dán vào đây, các bạn bấm tôi không phải là người máy nữa. Rồi tiếp tục các bạn xác minh là người máy, taxi. Còn hết các bạn. Này sẽ phải taxi xe vàng. Ok, các bạn bấm get dot bot. Ok, tiếp tục mình đã nhận được 220 triệu dot bot nè các bạn. Đây thì các bạn copy cái link get này mình chia sẻ cho ông bà và người thân để kiếm thêm tốc cần nha các bạn. Sau này con này nó sẽ tự động phân phối gì cho các bạn nha các bạn. Sau khi chương trình này góp nó kết thúc, vậy video mình hướng dẫn các bạn claim 220 triệu token robot cũng đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.